Xin chào mọi người, hôm nay em có hầm một món canh là gà á hầm với thuốc bắc. Sẵn đây em xin rủ ghê mấy chị em á, mình cùng vào bếp hầm cho cả nhà mình thưởng thức luôn nha. Em mới ra mua đi ra chợ hồi sáng mua một con gà é. Con gà này á, người ta đã chặt ra giùm em luôn rồi. Bây giờ gà thì em sẽ rửa sơ qua nước lạnh, sau đó em sẽ cho bột năng vào, em sẽ rửa gà. Rửa gà bằng cách rửa bột năng như thế này á, gà của mình nó rất là sạch. Bây giờ mình trộn đều gà lên, mình để khoảng 2 đến 3 phút mình sẽ rửa lại bằng nước sạch. Nguyên liệu tiếp theo nồi canh của mình không thể thiếu là một bọc thuốc bắc. Bọc thuốc bắc này là em mua ngoài tiệm thuốc bắc á, mình đi ra tiệm thuốc bắc mình hỏi người ta là gà ác hầm thuốc bắc là người ta đưa cho mình. Bên đây là em mua cái bọc này là tính ra 9 đồng. Tính ra tiền Việt Nam là khoảng 50 55 ngàn tiền Việt Nam mình á. Bên đây thuốc bắc cũng không có mắc. Để mình xem ở trong bọc thuốc bắc bắc này gồm có các nguyên liệu gì nha. Cái bọc này là nhãn nhục, là trái nhãn của mình á, trái nhãn của mình mà sấy khô á mọi người. Cái này là hoài sơn, hoài sơn là chị suy dinh dưỡng rất là tốt luôn á. Hoài sơn nha, chứ không phải hoài linh nha mọi người. Hoài sơn nha. Tiếp theo là kỷ tử, lúc nào thuốc bắc của mình cũng có kỷ tử hết á, kỷ tử nó rất là tốt cho sức khỏe. Cái này là nhân quy hay là kinh quy gì đó mình quên rồi. Cái tiếp theo nữa là nhân sâm sấy khô. Cái này là miếng gì á, có khoai mì nữa nè. Cái này là bào ngư sấy khô rồi, hai miếng khoai mì. Cái này là táo đỏ. Lúc nào thuốc bắc người ta cũng để kỷ tử với táo đỏ cho nó rất là tốt cho sức khỏe mà, bởi vì mình nấu nước á, xong mình để táo đỏ kỷ tử rất là uống nó rất là ngon. Bây giờ thuốc bắc này mình đem rửa sơ nha. Sau khi thuốc bắc mình đã rửa sạch thì bây giờ mình cắt cái phần táo đỏ ra. Táo đỏ thì mình cắt vẽ ra làm đôi. Về phần gà ác hồi nãy giờ mình ngâm bột năng cũng khoảng 2 đến 3 phút rồi, bây giờ mình sẽ rửa sạch với nước lạnh. Cách rửa như thế này á, gà của mình nó rất là sạch. Sau khi tất cả các nguyên liệu của mình đã rửa sạch thì bây giờ mình cho vào nồi hầm. Bây giờ mình cho phần gà ác vào trước. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần thuốc bắc của mình vào. Mình đã chuẩn bị một ấm nước sôi thì bây giờ mình cho nước sôi vào nồi hầm của mình. Mình sẽ cho tí xíu muối vào và bắt đầu để nắp hầm khoảng 3 tiếng thì nồi hầm của mình đã hoàn thành. Sau 3 giờ hầm canh, món gà ác hầm thuốc bắc hay còn gọi là gà ác tiệm thuốc bắc của mình đến đây đã hoàn thành rồi mà rồi nha mọi người. Gà ác của mình nè, đã chín rồi nè, nước canh cũng rất là thơm luôn. Nước canh nó màu nó rất là đẹp, nó rất là thơm luôn. Mọi người hầm như thế này để cho con mình nó uống nó rất là bổ, rất là tốt cho sức khỏe. Để mình thử coi nó vừa ăn không, nó như thế nào nha. Mùi canh này rất là thơm luôn á, trẻ em nó rất là thích uống. Canh nước canh nó rất là ngọt, rất là dễ uống luôn, nó rất là thơm, rất là ngon, nó không có đắng hay là có mùi hôi gì của thuốc bắc hết á. Bây giờ món canh gà ác hầm thuốc bắc của mình đến đây đã hoàn thành rồi, xin chúc mọi người ngon miệng. Mọi người đừng quên đăng ký kênh.
đi xem các vlog để theo dõi những video tiếp theo của em nha. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.